Mình học ở Việt Úc từ hồi nhỏ đến giờ, là có thể nói là Việt Úc là môi trường đầu tiên và duy nhất của mình mà mình theo học. Và mình đã học được hơn 9 năm. Điều làm mình thích thú và bố mẹ đã chọn môi trường Việt Úc cho mình đó là cơ sở vật chất rất là đầy đủ và tiện nghi, và tạo ra một môi trường tốt đẹp để cho bản thân mình theo học. Mình theo học môi trường này thì mình đã đạt được cái thành tích là 9 năm học sinh giỏi liên tiếp và đậu giải Lê Quý Đôn lớp 5, đạt được giải và sạch chữa đẹp của khối. Để đạt được những thành tích này thì bản thân mình phải cố gắng, phải tự chủ động tìm kiếm tới việc học, và thầy cô đã luôn ân cần giúp đỡ những khó khăn của mình vấp phải trong quá trình học tập để mình có thể phát triển bản thân mình hơn. Trong tất cả các môn học thì mình thích nhất là môn hóa, bởi vì đó là một môn khá dễ đối với mình, và giáo viên làm cô Trâm luôn tạo ra những tiết học bổ ích nhất và thú vị nhất để cho mình có cảm hứng khi học môn đó. Ngoài những môn học chính thì mình còn có năng khiếu và mình thích nhất là môn cầu lông, và bởi vì qua đó thì nhà trường đã tạo ra những điều kiện tốt nhất để cho bản thân mình và tất cả các học sinh có thể phát huy được những năng khiếu của mình. Mình tham gia là henna, design và thư viện. Mình cảm thấy đó là rất là tốt, bởi vì mình có thể có thời gian để giải trí sau những tiết học mệt. Đối với mình thì kỹ năng mềm là một yếu tố cần thiết và rất là quan trọng, bởi vì đó thật sự là giúp ích rất nhiều cho cuộc sống của mình. Và nhà trường đã tổ chức rất là nhiều các hoạt động ngoại khóa như là club, project hoặc là thuyết trình để học sinh có thể phát huy được những ưu điểm của mình và có thể hoàn thiện mình hơn.